là các bạn phải tự tin trước cái đã. Tại vì mở một cái tiệm bây giờ không khó, nhưng mà mở một cái tiệm bây giờ mà để phát triển theo một cái hướng dần đi lên và giúp cho không chỉ riêng bản thân mình mà cho cộng đồng nó cùng phát triển và biết tới nhau một cách vui vẻ và cùng nhau phát triển hơn thì nó mới khó. Đối với mình là vậy. Lần đầu tiên mình cắt á, mình ngồi trên hành lang trên nhà, bữa đó ba má đi hết rồi, cái cắt ở dưới sợ người ta đi qua đi lại nhìn ngại không dám trốn trên lầu á, vừa mới để cái tập cơ vô rớt nó trong cắt mình cứ bung cắt không được luôn. Phải khoảng 5 phút sau mình mới dám cắt cái lần thứ hai á. Nhớ lại thời đó đổ mồ hôi hột mà vui. Mình sẽ có những người khách là họ thích được mình tạo kiểu cho họ, họ tin tưởng mình thì mình làm bất cứ gì họ cũng sẽ thấy ok, hay họ yên tâm, họ tin tưởng mình. Đồ quá ngầu luôn. Bây giờ mình sẽ để hai cái phần máy đó trước. Bạn ở đây có thể là sẽ không đặt câu hỏi cho tôi cũng được, nhưng mà tất cả mọi người nên đặt câu hỏi cho chính bản thân mình là mình nên đang làm cái gì, mình sẽ làm gì sắp tới, sẽ trở thành một người như thế nào, một thợ tóc như thế nào, hay là một chủ cửa hàng tóc như thế nào. Mình sẽ hỏi là ước mơ của các bạn là gì ở thời điểm hiện tại, tại vì cái ước mơ của mình á trong mỗi giai đoạn nó sẽ thay đổi. Bạn nghĩ lại một năm trước, hai năm trước so với bây giờ, cái ước muốn của mình á qua từng năm thay đổi rất nhiều.